Xin chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Cưa Cây Đồng Tháp nha. Hôm nay mấy anh em mình có mặt tại xã Vĩnh Thới thuộc huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Mấy anh em mình cưa cây xà cừ nè. Ở đây có hai cây nha. Mà mấy anh mình đang đào ở gốc cho nó lấy cho nó rộng lên chút, nó lớn luôn. Ở đây mình có một cây nữa nha, cây này nhỏ nha mọi người. Ở đây thì mấy cây này là mấy chủ nhà đã mé rồi nha. Anh ơi, mình xuất phát lên cây đầu tiên nha, cây nhỏ nha. Anh mình sẽ cắt lửa cây cho nó ngã lên bờ nha mọi người. Anh mình mở miệng xong nha. Nhờ cọng dây đen nó giật vô nha mọi người. Do sáng trời hơi muốn chuyển mưa, hơi tối nha mọi người. Tắt nữa, đứt.
chip phải không? Ừ. Tới giờ ngang rồi thấy còn dày lắm á. Tới nó cho tét luôn mà. Được. Được. Còn dày lắm. Chưa đó, cắt thêm miếng nữa. Dày. Chưa, con còn chưa cái tim chút xíu mà. Dày. Kéo ơi, nhịp coi. Dày. Dày lắm. Nhịp coi. Rồi rồi thôi thôi. Được rồi, đứt rồi, đứt rồi. Dính nhà đi chi. Cho nó không có lăn không mưa cho dính dễ đó. Hay quá anh ơi. Vô đây đi. Vô trong đi, nó đâu có tới thằng gào đâu. Bay vô mẹ thằng gào đi. Thôi. Nè. Xe xe xe. Xe qua đi. Chịu luôn nè. Do là mình mấy anh em này không cắt đứt nha, để sợ nó cái gốc nó xuống. Được. Nó xuống ngược xong lại nha mọi người. Cho nó dịnh cái da cái thân gốc lại nha. Xuống từ từ á, đừng mét cho xuống từ từ đi. Giờ dây đây. Giờ dây đây. Đừng đừng, mày để tao vô tao nèo nhẹ cái cho nó dính nhẹ cái. Kéo dây qua đây cái được rồi mày. Kéo dây qua đây nè, qua dây qua đây nè, kéo lại xuống luôn hả? Rồi đứng rồi, đây, rồi. Mình sợ nó đánh góc xuống dưới sông nha. Bình. Hay quá anh nghe ơi, trời miếng da đúng đời luôn. Chỗ khác đi.
không. Dây dưới là để giật cho nó vô đừng góc xuống sông nha mọi người. Đây với lại cái sông lại cầm công dây cho anh lên coi dây đen á, nhưng mà cầm lên anh ta cưa cho dễ kìa. Cây này là do vừa đủ thước tắc luôn nha mọi người, cho nên mới mở miệng rất là nhỏ nha. Mất luôn.
anh mình dọn cái chỗ đang chạy nha. Rồi dứt đi, tao dựng bật qua mày đó nghe, nó ngã mày luôn á, đứng xa ra đi. Nhịp nó đông luôn anh Duyên ơi. Đó, đó xuống rồi đó, chỉnh dành anh ngã qua anh đó. Vô đây. Được rồi đó. Không bên đó thôi luôn. Anh phá bên này cái nền nè. Đó. Hả? Đồ còn lắm đó. Lên anh này. Hả? Lên lót lên đây. Hỗ trợ chiếc xe nghe mọi người. Giữ cái đầu lại. Giờ, giữ cái gì cái đầu lại như đây. Như đâu? Đừng có ngã xuống đó, vậy đúng rồi đó. Đó, cái thẳng cái này trước nè. Thì đó tại qua luôn. Chạy luôn đi. Kéo luôn. Văng luôn á. Kéo cái dây gốc này lên. Chưa có nhưng mà nó cột cái đây rồi. Rồi nè, cột có dầm cái nè lên lên. Dầm cái thẳng thẳng vậy nè lên nè. 2 3. Nãy ông rồi đạp như vậy đó vô trong dùm cái cây nè. Được rồi, được rồi, anh Quang làm gì làm đi. Nè. 1. Để cho bị trâu. Nè. 1 2 3. Vô. Vô. Chưa chưa. Rồi dùng cái chẻ đó vô dùng lại. Rồi. Kéo. Rung cái giò luôn á. Mới đầu bắn tiếp rồi. Không có lên đi. Ôi trời. Hả? Dây mày vô chút kìa, chướng dây kìa. Lên lên.
cái chày. Chày ăn chịu như vậy đó, nó đâu có ăn đâu. Luôn đi anh. Cái gì? Lúc chặt giờ là tao tí. Trời ơi, ăn cái gì vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.